Chào mừng các bạn đã đến với channel của em Best Mobile. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm và tìm hiểu về một trong những cái phiên bản Big Time của Neymar. Đó chính là về tuyển quốc gia Brazil nha. 1m75, 24 tuổi, thuận chân phải này. Style chơi là về style kiến tạo và các bạn đá những cái vị trí tiền đạo chạy cánh và những cái vị trí hậu công. Phiên bản này cũng có thể là một trong những cái phiên bản cái chỉ số về khả năng rê bóng nó cao nhất của Neymar rồi các bạn. Chuyền ngắn 84, chuyền dài 86, dứt điểm 83, đá phạt 84, độ sấy của bóng là 86 nha, rất là ngon các bạn, tốc độ 93 cực kỳ nhanh luôn. Lực sút thì không quá căng rồi, thăng bằng 94 rất là vững, giúp các bạn có thể rê bóng một cách nó ok và không bị hậu vệ dễ đẩy ngã các bạn. Còn về cái phần thể lực thì đâu đó các bạn chơi tầm khoảng phút 70-80 chúng ta sẽ thay Neymar nha. Neymar thì hầu như đều là những cái skill qua người thôi, và các bạn có thể bổ trợ thêm bằng cách là ép những cái skill về cái khả năng dứt điểm để giúp cho Neymar có thể có những cái cú sút chính xác hơn nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đối đầu với trận đấu đầu tiên, đó chính là câu lạc bộ của Arsenal các bạn ơi. Đối thủ xây dựng nguyên một team câu lạc bộ Arsenal nhìn rất là chiến và rất là ngầu. Không biết liệu rằng là Neymar bằng cái tài năng của mình thì có thể giúp cho AM Best Mobile thắng trong cái trận đấu ngày hôm nay hay không, thì chúng ta hãy cùng nhau xem tiếp tục cái video ngày hôm nay nha. Và bạn nào có nhu cầu nạp coin, muốn nạp coin hàng chính hãng hóa đơn đầy đủ, không bao giờ bị ban, có chế độ bảo hành rõ ràng, có thể nhắn tin qua Facebook và Zalo với mình. Mình sẽ để cái số điện thoại cùng với cái link Facebook bên dưới phần mô tả để các bạn có thể tiện liên lạc với mình hơn nha. Neymar thoát được Saliba rồi, Tomiyasu các kiểu, Neymar tốc về cái phần thăng bằng quá khỏe đi các bạn ơi. Một tình huống rất là hay của Neymar về cái khoảng bứt tốc và về cái mặt dứt điểm các bạn. Tình huống này chúng ta cũng đã thấy được rất là nhiều những cái tài năng ở Neymar trong cái phiên bản tuyển quốc gia lần này. Ui các bạn thấy thoát rất là nhanh, tì đè các kiểu, thăng bằng, Tomiyasu theo rất sát, nhưng mà Neymar không dễ bị đẩy ngã và cái chân trái dứt điểm cũng rất là ngọt ngào. Ui các bạn thấy rất hay nha các bạn, tác động các kiểu nhưng mà không, Neymar đẩy ngã luôn, cái chân trái của Neymar là tuyệt vời. Chúng ta sẽ nói sơ qua về cái điểm mạnh trong cái phiên bản Big Time tuyển Brazil của Neymar nhé. Về cái điểm mạnh thì mình thấy đầu tiên đã được cải tiến lên là về cái mặt tốc độ. Hầu như là mình thấy những cái phiên bản kia đâu đó tốc độ Neymar chỉ hàng 8 thôi, và khi mà bứt tốc thì Neymar mới có thể thuộc hàng 9. Nhưng mà cái phiên bản này nó đều một cái là tốc độ 93 và bứt tốc cũng 93 luôn các bạn. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể rê bóng một cách nó nhanh hơn, và chúng ta sẽ dễ dàng đột phá hơn trong những cái tình huống mà các bạn đi bóng đường dài. Kiểu như cái tình huống hồi nãy các bạn thấy đó, Neymar rất là nhanh luôn các bạn, và không hậu vệ nào có thể theo kịp được cái tốc độ của Neymar. Khả năng rê bóng là quá kinh khủng rồi các bạn. Tốc độ của Neymar này, Neymar tì đè các kiểu. Neymar ơi chuyền đi, ôi trời ơi. Cristiano Ronaldo đã bị hậu vệ theo kèm rất là sát. Chúng ta không có một cái tình huống xoay người để có thể đưa ra một cái pha dứt điểm. Kimmich này, Messi, Neymar bên hành lang cánh trái các bạn ơi. Mình không cho Neymar đá tiền đạo chạy cánh nha, mình cho Neymar đá vị trí hậu công AMF. Thì nhiều bạn sẽ hỏi là tại sao không cho Neymar đá cái vị trí tiền đạo. Mình cũng đã test thử một vài trận với Neymar ở cái vị trí đó, nhưng mà cảm giác đâu đó thì mình thấy là Neymar thật sự là chạy cánh nó không hiệu quả. Do cái thứ nhất thì mình nghĩ đó là về cái phần thể lực các bạn, và cái thứ hai nó cũng là về cái phần tốc độ, và cái thứ ba là về cái khả năng chuyền, khả năng tạt các kiểu. Nhưng mà thôi, từ từ mình phân tích những cái đó nha. Tình huống này tìm bạn quá hay đi các bạn. Gabi Jesus là người dứt điểm trong cái tình huống này. Ôi trời ơi, chỉ một vài động tác nhỏ thôi mà đã có thể loại bỏ được hậu vệ Maldini, một trong những top hậu vệ trong game. Khoảng trống là quá lớn trong cái tình huống này các bạn ơi. Maldini cắt bóng không thành công để cho Gabi Jesus đẩy nhẹ một nhịp, sau đó chích mũi giày. Nói chung là mình thấy team bạn đá rất là hay và rất là chiến luôn nha. Nhiều bạn chơi Neymar thì thường sẽ hay lạm dụng ở một cái khoản, đó chính là về cái khoảng rê bóng. Các bạn thấy là chỉ số Neymar rê bóng ngon quá nên là cứ rê, và nhiều khi rê nhiều quá nó lại không hiệu quả, và Neymar của chúng ta sẽ dễ bị bào mòn thể lực. Đâu đó các bạn đá tầm khoảng phút 60 là cái thanh năng lượng của Neymar kiểu nó bị giảm xuống ở mức đỏ luôn các bạn. Các bạn không thể dùng Neymar được, thì để tránh tình trạng đó chúng ta có thể rê trong những tình huống cần thiết thôi. Các bạn đừng có nhìn thấy cái chỉ số rê bóng như vậy nó ngon mà các bạn cứ cầm Neymar các bạn rê là nhiều khi đá không hiệu quả nha. Neymar chúng ta dâng lên hỗ trợ tấn công thì các bạn ơi, rê bóng một chút xíu nào. Rê bóng tì đè các kiểu nha, tốc độ xử lý bóng quá nhanh. Neymar. Và đây chắc chắn phải nói về tài năng của Neymar về cái khoảng rê bóng rồi các bạn. Xử lý bóng quá nhanh đi, Neymar đã rê bóng một cách mà Deacon Rice không biết cái hướng nào mà làng luôn.
rất là chóng mặt và choáng váng luôn các bạn. Đảo liên tục mà các bạn thấy tốc độ xử lý bóng nó quá nhanh đi. Ui, cái chân rất là nhuần nhuyễn nha. Rê phải nói là quá hay, quá nghệ thuật các bạn ơi. Kéo bóng một nhịp và sau đó chúng ta chích mũi giày bằng cái chân phải là đã có bàn đó với Neymar rồi. Quá xịn sò đi. Việc vẽ này thì mình cần đòi hỏi phải như vậy. Tốc độ xử lý bóng nó phải nhanh và đâu đó cái phần lực sút nó không cần phải căng. Tại vì mình đã nói hồi nãy mình nói rồi, nó nhiều quá lại mắc hay. Đâu đó những cái pha mà sút xa cùng với Neymar là nó không hiệu quả nha. Và kiểu cảm giác đâu đó nó giống như là một cái quả bơm xịt gì đó các bạn. Ví dụ các bạn dứt điểm 10 lần ở những cái pha đóng xa thì đâu đó chỉ được khoảng 2-3 lần chúng ta có thể tạo thành siêu phẩm. Đó, kiểu như thế. Rồi, Neymar đâu rồi, Neymar, rê, tiếp tục rê. Cầm Neymar thì mình sẽ cố gắng trận đấu này mình rê nhiều nhất có thể, để các bạn có thể thấy được cái khả năng điểm mạnh của phụ công Samba ở xứ sở Brazil này. Quay trở lại với cái câu chuyện là tại sao mình lại không cho Neymar đá tiền đạo chạy cánh. Thì như mình đã nói rồi, mình đã test một vài trận, cái cảm giác mình thấy là Neymar không di chuyển quá hay. Và đâu đó cũng có thể là bị ảnh hưởng bởi cái style kiến tạo nhiều. Nếu mà Neymar cho cái phiên bản này đá style tiền đạo chạy cánh nó thuần hơn ấy, thì Neymar sẽ bám cánh và chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta đá hơn. Còn Neymar cho cái phiên bản này cảm giác đâu đó là mình thấy hơi bó sát vào trong trung lộ. Nên là nếu mà triển khai cánh thì mình thấy hơi khó nha các bạn ơi. Cristiano Ronaldo, một tình huống rất là hay các bạn ơi. Tình huống chúng ta đã thấy được khả năng kiến tạo của Neymar rồi. Bàn bật rất là ngọt ngào luôn các bạn. Cái chân truyền nó rất là nhẹ nhàng, anh bảy giật gót hay chích các kiểu. Và Neymar thả bóng quá nhanh đi. Ui, một cái bộ đôi rất là hay nhá. Bộ đôi đến từ nhà của AMPS Mobile. Đâu đó những cái đường truyền của Neymar là cũng ok, mình tạm gọi là được nha. Chứ thật sự là nó cũng chưa có đột phá nhiều cho lắm. Vì Neymar cũng không phải là một cái chân truyền thực thụ các bạn. Neymar là cái chân chỉ là quậy cháo thôi. Các bạn cầm Neymar cứ quậy quậy các kiểu đồ cho tay bạn chóng mặt chơi đồ. Giá trị của Neymar là thế. Bạn nào mà là PES quậy các kiểu đồ cầm Neymar là nó quá kinh khủng đi, đố hôm nào mới có thể bắt bóng được. Mình cũng đã từng đối đầu với những PES thủ cầm Neymar các bạn. Tức là kiểu những cái người chơi họ rê bóng bằng kỹ năng ấy. Và cái cảm giác thật sự là nó quá khó chịu đi. Đố hôm nào mới có thể lấy bóng được của mấy ông đó ấy. Ban bật các kiểu rồi rê bóng thoát pressing này kia đồ là quá kinh khủng luôn. Khả năng tì đè nữa. Thật sự luôn các bạn, khó chịu lắm. Ui, Neymar này tốc độ hơi quá nhanh. Nhiều khi những cái pha mà các bạn đẩy nhanh như vậy á, là cũng cần phải coi hướng các kiểu nha. Tốc độ nhanh quá chúng ta không có phanh kịp nên là dễ bị mắc đà lắm các bạn. Ở trận đấu thứ hai thì mình chắc mình cũng sẽ dùng Neymar mình rê thôi. Mình sẽ rê nhiều nhất có thể để cho các bạn thấy được cái sự khó chịu của Neymar. Nhiều khi mình rê cũng sẽ có những cái pha mà chúng ta rê nó không thực sự hiệu quả, như là cái pha bóng này đi. Mình nói quá nhiều rồi các bạn về cái khoảng đóng xa của Neymar, thì nó cũng sẽ là một trong những cái mặt hơi hạn chế khi mà các bạn cầm phủ công Samba này nha. Múi thì hay đó mà kiểu cái chân nó cũng không được chính xác cho lắm. Cần phải rèn luyện thêm rất là nhiều các bạn ơi, tì đè hay quá. Các bạn nào đã học cái skill kỹ năng mà chúng ta rê rồi chúng ta đổi hướng chúng ta qua người chưa nhỉ? Có thể xem lại cái video cũ mà mình đã hướng dẫn nha. Mình đã có làm một cái video hướng dẫn về cái kỹ năng đó rồi. Và khi mà các bạn áp dụng cái kỹ năng đó với Neymar nữa thì nó lại thuộc dạng là nó quá VIP pro. Kỹ năng này hay và nó hiệu quả lắm các bạn. Chúng ta không cần phải double talk, chúng ta canh hướng, chỉ cần rê một chút xíu gì đó. Ui, hình như là thế này đây các bạn. Trời ơi, kỹ năng gì mà bỏ bóng thế, kỳ thế nhờ. Maldini này lên lại. Bàn bật đơn giản nè các bạn ơi, Neymar đẩy bóng một nhiều, chúng ta stun in cho pha bóng này luôn. Xui, ui trời ơi. Pha này ảo thế nhờ. Ui, cái lực bóng nó đi cũng không quá căng nhưng mà cái độ hiểm hóc của nó lại có. Nhiều khi là đúng là thật sự là kiểu nó do may mắn các bạn. Sẽ có những cái góc mà các bạn nhắm các kiểu nó không vào, nhưng mà có những cái pha mà các bạn xử lý ngẫu hứng ấy thì nó lại thành bàn. Pha này đẩy một nhịp rất là hay nha. Ui, lực bóng đi cũng căng, mình gọi là tạm ổn. Thì nếu mà mình nói nữa, lại tiếp tục nói cho các bạn ép thêm skill nhá. Nhớ ép thêm skill dứt điểm cho Neymar. Những cái pha mà chúng ta đóng xa từ đó thì Neymar sẽ dứt điểm nó ngon hơn và con hàng này nó kinh khủng hơn. Vị trí hậu công ma mép là nó rất là hợp lý và rất là ngon rồi các bạn ơi. Các bạn đưa đá cái vị trí đá nó sướng mà cái cảm giác tốc độ của Neymar có thể tận dụng được ở những cái khoảng mà các bạn bứt tốc ấy. Thì đố những cầu thủ nào theo sát được Neymar luôn. Tuyệt vời.
nhắc tới một cái kèo so sánh nhà mình lúc nào mình cũng hay quên cho các bạn, tức là mình hay so sánh giữa cầu thủ này với cầu thủ kia. Mình sẽ có một cái sự option cho các bạn. Sợi Neymar, ui khoa này mình hơi ẩu các bạn. Khoa này mình tính là kiểu mình ngoặt vào trong gì đó nhưng mà bị đẩy ngã rồi. Cái kèo so sánh nó là như thế nào? Tức là mình sẽ so sánh giữa Musiala và Neymar. Theo các bạn thì hai ông này ông nào ngon hơn? Các bạn sẽ chọn ai? Thì có thể comment xuống bên dưới nha. Riêng mình thì mình nghĩ là cái kèo này mình chọn Musiala các bạn. Musiala đâu đó cảm giác là mình thấy toàn diện hơn Neymar một chút xíu, nhỉnh hơn khá là nhiều các bạn về cái mặt tốc độ nhanh này, khả năng rê bóng cũng có, cũng rất là nhường nhuyễn, khả năng chuyền ok, khả năng lực sút đóng căng và cái phần thăng bằng dứt điểm nó chính xác nữa. Thì nếu mà các bạn có Musiala rồi mà các bạn không thích Neymar thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể không cần phải quay, tại vì các bạn, Musiala cũng đã đủ rồi các bạn. Còn hàng đó các bạn chơi cũng rất là bị nghiện nha. Và cũng chia buồn với bạn nào mà cái bốc Bayern Munich từng 2-3 tuần trước gì đó mà chúng ta không quay á. Quá đáng tiếc, con hàng Musiala đá hủy diệt. Đá nó ngon mà nó ngon, nó kinh, gọi là chữ E kéo dài luôn. Neymar thì cũng được gọi là ok đó, đủ để các bạn sử dụng thôi. Nói mà ngon thì chưa ngon lắm. Bốc này ngon thì mình nghĩ sẽ là tiền đạo Romario các bạn. Con hàng đó dứt điểm ngon này, các kèo đồ. Chạy chỗ thì nếu mà có thời gian thì mình sẽ làm luôn Romario cho các bạn tham khảo. Còn hiện tại Neymar thì mình đánh giá tầm khoảng 8/10 ở cái phiên bản nâng cấp của tuyển Brazil nhá. Bạn nào là fan của Neymar thì quá tuyệt vời rồi. Như mình cũng là fan Neymar đây, có Neymar trong đội hình đá kiểu cảm giác nó tê mà điên dài lắm các bạn. Gọi là những cái từ quá hoa mỹ. Rồi đâu rồi là đôi giày. Ui tiên bản hay nhờ. Hay thì hay, chứ gặp Neymar không phải cống chân thôi. Cái chân của Neymar rất là dẻo. Ui, lại bứt tóc hụt nữa rồi. Nhiều pha để bóng dài thế. Ui, lộn xộn thế. Bình tĩnh các bạn ơi. Bạn nào có nhu cầu nạp coin thì nhắn tin qua Facebook, Zalo của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và cũng đừng quên là cho mình xin một like kèm một đăng ký kênh, để mình có động lực ra video nhiều hơn cho các bạn xem. Chỉ biết thu hồi bóng này, lên bóng đơn giản thôi các bạn. Musiala, Neymar di chuyển rồi, đường chuyền Neymar không biết là thăng bằng tỷ lệ các kiểu được hay không. Cái chân chuyền nhanh quá các bạn ơi. CR7 của chúng ta ghi bàn cho tình huống tiếp theo. Và đó cũng có lẽ là dấu chấm hết dành cho team bạn trong một cái tình huống mà Neymar thoát xuống quá nhanh. Tốc độ mình đã nói quá nhiều rồi, tốc độ là có thể tận dụng được. Và video ngày hôm nay có lẽ cũng sẽ khép lại và kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sắp tới trên kênh của AMPES Mobile.